Thưa quý khán giả, nhiều thông tin hướng nghiệp, thiếu chứng cứ và thiếu kiểm định lan tràn trên mạng xã hội hiện nay khiến cho nhiều học sinh hoang mang. Chỉ những ngành học đang hot của giới trẻ lại được lan truyền là ngành học vô dụng, dễ thất nghiệp nhất. Tiêu điểm phần sau chương trình cùng phân tích sâu về nội dung này. Chuyển động Đông Tây còn nhiều thông tin nổi bật khác. Hiểm họa từ thẩm mỹ mạo danh không phép, cùng đồng nghiệp chúng tôi tại Nghệ An thâm nhập vào cơ sở làm đẹp để vạch trần thủ đoạn. Nút thắt được tháo gỡ, nhiều máy móc ở bệnh viện Chợ Rẫy hoạt động trở lại. Phù phép hạt mạch nha thành thuốc quý, ba nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bị bắt. Khám phá khu du lịch làng bè ở xứ Dừa, cảnh quan ấn tượng, ẩm thực hấp dẫn cùng nhiều trò chơi cực kỳ thú vị. Diễn biến mới nhất vụ 31 học sinh trường trung học cơ sở ở Đắk Lắk ngộ độc bóng bay do người lạ đưa. Sáng nay, cảnh sát điều tra công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk xác định được 4 người liên quan. Trong khi thủ đoạn này chưa được vạch trần, nhiều phụ huynh mang tâm lý hoang mang, lo lắng cho an nguy của con mình. Cơ quan điều tra đang giữ 2 người có quốc tịch Việt Nam và 2 người nước ngoài. Phía công an vẫn chưa cung cấp danh tính của những người này. Như chúng tôi đưa tin, đầu giờ chiều ngày 22 tháng 3 có 3 nữ và 1 nam đứng trước cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng phát bóng bay cho học sinh. Khi bảo vệ phát hiện, nhóm này lập tức rời đi. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Hiện tại, trường ghi nhận 31 em bị ngộ độc, trong đó 17 em nhập viện. Sau thời gian điêu đứng vì máy móc trong tình trạng đắp chiếu, không sửa chữa được do vướng quy định, hôm qua khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh thông tin có một máy CT scan hoạt động trở lại. Trước khi nghị quyết 30 và nghị định 07 của chính phủ ban hành, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ có một trong 6 máy CT scan hoạt động, 5 máy còn lại bị hư hỏng mà không thể sửa được. Trước số lượng lớn bệnh nhân, bệnh viện lên phương án chuyển bệnh nhân qua Bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh quốc tế để chụp chiếu từ sáng cho đến khuya. Không những thiếu máy CT scan, trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy còn thiếu cả máy gia tốc xạ trị cho bệnh nhân ung thư. Trước nghị quyết 30 và nghị định 07 ban hành, trung tâm chỉ có một trong 5 máy gia tốc hoạt động. Bác sĩ Lê Tuấn Anh, giám đốc trung tâm ung bướu cho hay, với số lượng lớn bệnh nhân ung thư tăng sau dịch Covid-19 là 300 người một ngày, nhiều bệnh nhân phải trì hoãn liệu trình điều trị vì phải chờ đợi quá lâu. Cho đến thời điểm hiện tại, có 2 máy gia tốc được sửa chữa. Như vậy, 3 trong 5 máy gia tốc tại trung tâm được hoạt động. Dự kiến trong 1-2 tuần tới, 2 máy còn lại sẽ được mở thầu. Trước khi nghị quyết 30 và nghị định 07 ban hành, có đến 57% các gói thầu vật tư y tế bị vướng mắc do quy định về bảng báo giá. Đây là tỷ lệ rất lớn và sau nghị quyết 30 đã tháo gỡ gần như hoàn toàn. Các gói đấu thầu trang thiết bị vật tư y tế tại bệnh viện hiện đang chạy tốt. Từng có nguy cơ đóng cửa, phải chuyển bệnh nhân đến nơi khác chụp CT scan. Nay, Bệnh viện Chợ Rẫy thở phào sau khi áp dụng nghị quyết 30 và nghị định 07. Mua hạt mạch nha với giá chỉ vài chục ngàn đồng một ký. Các đối tượng sau đó đóng giả người bán thuốc đông y, bác sĩ, hô biến loại hạt này thành các sản phẩm làm đẹp. Quyết định vội vàng, không tìm hiểu kỹ, nhiều người đặt niềm tin nhầm chỗ. Thuốc quý đâu không thấy tác dụng, chỉ thấy tiền mất tật mang. Chiều qua, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Anh và Trần Thị Sen về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào giữa tháng 3, Công an nhận đơn tố cáo của bà LTD bị người phụ nữ lừa lấy 9 triệu đồng với thủ đoạn bán thuốc kim xương chữa bệnh. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nhiều lần thực hiện hành vi, trong đó Kim Anh có nhiệm vụ đến chợ Cồn mua hạt mạch nha với giá 55.000 đồng một ký rồi mang đến chợ Cẩm Lệ, đóng giả làm người bán thuốc đông y. Kim Anh đặt tên thuốc là kim xương, chữa bệnh bỏng mắt.
Sen và Sang có nhiệm vụ thay phiên nhau, đóng giả làm bác sĩ, người mua thuốc trà trộn vào các chợ. Cũng vì tin lời bác sĩ dởm và công dụng thần kỳ của thuốc mà các đối tượng lừa trót lọt nhiều người với số tiền 250 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng phát triển rất lớn từ việc làm đẹp, nhiều người tay ngang không có bằng cấp cũng đá sân nhảy vào lĩnh vực này. Chưa bao giờ các cơ sở làm đẹp lại mọc lên nhiều như hiện nay. Hầu hết đều được quảng cáo có bác sĩ giỏi, bác sĩ được đào tạo từ nước ngoài về. Các kỹ thuật đều đủ như cắt mí, bơm môi, hút mỡ. Và tất nhiên, đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy những tai nạn đáng tiếc xảy ra, ghi nhận tại Nghệ An. Mổ hôm nay là được mấy ngày rồi? Ngày thứ ba. Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Chứ có nhớ cái địa chỉ mổ của đó là có địa chỉ đó? Có, năm 7 Nguyễn Thị Sách. Đó là spa tên gì? Nghiên cứu bệnh viện bác sĩ Quảng Minh, bệnh viên Bạch Mai. Hồi này đã hội trần với cả trưởng phó khoa mắt đấy của bệnh viện thì cũng đã đánh giá là cái mắt của chị bên này là bị mất thị lực hoàn toàn rồi. Bây giờ bác sĩ cứu vãn được tí nào hay tí đấy để lấy lại được thị lực sáng như mắt bên kia là không có nhá. Người phụ nữ trên chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân tìm đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để xử lý biến chứng sau khi sử dụng dịch vụ lấy bọng mỡ mí mắt dưới tại thành phố Vinh bởi một thẩm mỹ viện mạo danh bệnh viện trung ương. Bệnh nhân cắt mí ở những cái sợi mỏ danh đấy bị tù máu xong đó rồi dẫn đến những cái thị lực nó bị nhờ mờ đi, gần như chức năng không có nữa. Đó là một sự rất đáng tiếc, bệnh nhân đang tệ. Trong quá trình làm thì gây tê tại chỗ nên là không có đau. Chị cắt của bên mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo, có thể vừa làm vừa xem điện thoại và hậu quả đã xảy ra là vậy. Thế nhưng, trên cả mạng xã hội và thực tế, những lời quảng cáo tiếp thị của cơ sở này vẫn rất ngọt tai đối với những ai đang có nhu cầu làm đẹp khi tìm đến đây. Bên em là bác sĩ làm. Đấy, làm bằng nội soi không gây chảy máu, không gây bầm tím và không sưng, không đau gì hết. Bên em là bác sĩ trưởng khoa. Trưởng khoa gì của bệnh viện Bạch Mai? Vâng, trưởng khoa bệnh viện Bạch Mai. Trưởng khoa gì là sao hả chị? Tức là khoa phẫu thuật, khoa bên gọi như không, thẩm mỹ chị ạ. Có những cơ sở lấy đúng cái logo của bệnh viện Bạch Mai và thậm chí là hình ảnh màu sắc hoàn toàn tương đồng với lại tại bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên rằng về người phụ trách chuyên môn hoặc là những người tham gia khám ở đó lại hoàn toàn không phải công tác tại bệnh viện Bạch Mai, thậm chí là không phải lấy người làm trong ngành y. Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ngoài thẩm mỹ viện Bạch Mai thì không khó để tìm đến các cơ sở trưng biển quảng cáo bác sĩ từ bệnh viện 108 Đại học Y. Cũng bởi mạo danh nên khi được hỏi tên, chức danh cụ thể của bác sĩ thì họ đều trả lời theo kiểu mập mờ. Cái giấy phép của mình cả thứ như sao ấy? Giấy phép kinh doanh hay chị? Tất nhiên giấy phép kinh doanh anh em vẫn phải có chứ. Đây là cái thẩm mỹ. Hầu như là cái thẩm mỹ là người ta không trưng bày những cái đấy. Giờ mà bình thường mỗi ngày thì mình làm bao nhiêu cá? Vừa quá thì nhà em làm hơn chục cá. Làm ở đấy là bác sĩ. Đâu làm? Bác học trực tiếp ở trường đại học Y Hà Nội về bác thường mà trực tiếp làm cho mình luôn. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Vinh, hiện có gần 100 cơ sở thẩm mỹ, chưa kể hàng trăm tiệm spa khác đang hoạt động. Tuy nhiên, Sở Y tế Nghệ An mới chỉ chính thức cấp phép cho 4 cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra đó thì cả cái hồ sơ, sổ sách là họ không phối hợp, không cho chúng tôi kiểm tra. Những cái cơ sở này chủ đều là vặn mặt hết. Lâu nay, chúng ta vẫn thường nghe câu khẩu hiệu hãy là người tiêu dùng thông thái. Nhưng phải thông thái đến cỡ nào mới có thể được an toàn, ngay cả khi người có chuyên môn, chức trách còn không thể phát hiện, xử lý trong ngày 1, ngày 2. Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy tiền mất tật mang là điều những người đi làm đẹp có thể phải hứng chịu ở những cơ sở thẩm mỹ không phép. Những nội dung tiếp theo, đừng vì những lời nói không chứng thực mà từ bỏ đam mê, lựa chọn ngành học của mình. Tiêu điểm phần tiếp theo có những gợi mở cho các em học sinh cuối cấp. Sáng nay, ô tô phát nổ, tài xế tử vong trên ghế lái với nhiều biểu hiện nghi vấn. Anh nông dân với tuyệt kỹ nhân giống gà rừng, bách phát bách trúng. Thank you.
tôi đề cập trong tiêu điểm Chuyển động Đông Tây trưa hôm qua, nhiều học sinh lớp 12 đang lo lắng chọn nghề nghiệp tương lai của mình. Tham khảo các kênh tư vấn hướng nghiệp, có các clip hướng nghiệp với chủ đề những bằng đại học vô dụng nhất tràn lan trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Thế nhưng những ngành như là quản trị kinh doanh, marketing, bất động sản hay ngôn ngữ Anh mà gần đây một số TikToker gây sốc khi gọi là ngành vô dụng và dễ thất nghiệp nhất Việt Nam lại được thống kê có số lượng tuyển dụng luôn ở vị trí đầu tiên. Đại diện Trung tâm Dự báo Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh dự kiến nhu cầu nhân lực năm nay cần khoảng 300.000 đến 320.000 chỗ làm việc. Trong đó, nhân lực liên quan đến các ngành thuộc nhóm kinh tế như quản trị, kinh doanh, marketing, bất động sản chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong số 9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm gần 58%, thì ngành thương mại chiếm 15%, du lịch chiếm 5,6%, kinh doanh tài sản, bất động sản chiếm 6%. Như vậy, doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân lực khối ngành kinh tế, trong đó có các ngành quản trị kinh doanh, bất động sản, marketing, thương mại, tài chính. Trong khi đó, Giám đốc Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Tập đoàn Biên Khudoravkian Group, tập đoàn quốc tế đa ngành, chia sẻ nhu cầu lao động của nhóm ngành kinh tế, nhất là quản trị kinh doanh, marketing, quản trị nguồn nhân lực, ngôn ngữ Anh lúc nào cũng rất cần thiết trong mọi hoạt động. Ở doanh nghiệp, những ngành này chiếm tới 80-85% số lượng nhân viên. Lãnh đạo luôn yêu cầu nhân viên trau dồi, cải thiện tiếng Anh để có thể làm sales, marketing, tư vấn, thuyết phục khách hàng người nước ngoài. Được xác định là ngôn ngữ mang tính toàn cầu, ngôn ngữ Anh hiện diện ở hầu hết các lĩnh vực trong đời sống như thương mại, văn hóa, kinh tế, du lịch, ngoại giao. Trên thế giới hiện có hơn 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh, vậy nên biết về ngôn ngữ này một cách bài bản là lợi thế rất lớn. Đây luôn là ngành học thu hút đông đảo thí sinh lựa chọn theo học. Hầu như tất cả các trường đại học cao đẳng ở Việt Nam đều có đào tạo ngành ngôn ngữ Anh. Sinh viên được học được các kỹ năng, thứ nhất là về ngôn ngữ, như là nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, các em sẽ học được về ngành ngôn ngữ học, ví dụ như từ pháp, cú pháp, về ngữ nghĩa, ngữ âm. Và đồng thời, các em được học, trao đổi được và học về văn hóa và xã hội của Anh Mỹ. Thì khi mà các em học được kiến thức chuyên sâu như vậy thì cái cơ hội việc làm của em rất là lớn. Các chuyên gia giáo dục cũng nhấn mạnh học ngôn ngữ Anh ở các trường đại học mang đến cho sinh viên nhiều hơn là chứng chỉ IELTS. Sinh viên được học về tư duy sáng tạo khởi nghiệp, tư duy phê phán, kế hoạch tài chính cá nhân, quản trị thương hiệu, văn minh phương Tây, lịch sử giao thương Đông Á. Nhóm kiến thức năng lực này giúp các bạn làm được nhiều ngành nghề trong cuộc sống. Có thể thấy không có ngành học nào là vô dụng, chỉ có một số cá nhân áp dụng những kiến thức của ngành đó một cách vô dụng hoặc là chỉ dựa vào trải nghiệm cá nhân. Mà đã là trải nghiệm thì không ai giống ai, mọi so sánh đều trở nên khập khiễng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hiện vẫn có nhiều sinh viên học xong đại học vẫn không tìm được việc làm hoặc làm công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành đã học. Thực tế này đặt ra yêu cầu nên lựa chọn ngành nghề hot hay chọn theo năng lực, đam mê của bản thân mỗi người. Hiện nay vẫn còn số đông các gia đình và thí sinh lựa chọn nguyện vọng đầu tiên của con em mình là theo học bậc đại học. Đáng nói, các nguyện vọng tiếp theo vẫn sẵn sàng chấp nhận một ngành học bất kỳ miễn sao đủ điều kiện đậu đại học. Tâm lý nhắm mắt đưa chân phải vào được trường đại học tồn tại nhiều năm qua. Theo thống kê ở nước ta, tính chung trong tất cả các ngành đào tạo, tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành là 22%. Một số ngành có tỷ lệ cao hơn 60%. Trường hợp cử nhân cất bằng đại học để đi làm việc phổ thông cũng không phải là hiếm gặp. Hiện nay thì cái thông tin nó đa chiều và các em học sinh khi các em nghiên cứu về ngành nghề nào đó thì các em cũng nghiên cứu bản thân mình rồi, biết mình yêu thích cái mảng nào, cái lĩnh vực nào. Và các em khi các em đã tìm hiểu kỹ, các em được thầy cô tư vấn định hướng thì các em sẽ thấy được cái giá trị của ngành nghề và em biết được lại năng lực của em phù hợp với ngành nào. Khi đó các em học, các em tập trung nghiên cứu thì nó sẽ thành công bên cái lĩnh vực mà các em lựa chọn. Cũng theo các chuyên gia, việc có bằng cấp chỉ giúp các ứng viên dễ dàng hơn khi vượt qua dòng xét duyệt hồ sơ. Còn trong quá trình phỏng vấn hay trên thực tế làm việc, người lao động vẫn cần phải thể hiện được kỹ năng, phẩm chất phù hợp với đơn vị tuyển dụng.
Dù chọn trường nào, ngành học nào thì đích đến vẫn là một công việc phù hợp với bản thân, thu nhập như mong muốn. Còn học đại học hay cao đẳng hoặc học để lấy chứng chỉ nghề nghiệp là lựa chọn riêng của mỗi thí sinh tùy điều kiện khả năng của bản thân. Việc theo đuổi ngành nghề, đúng năng lực, đúng nhu cầu và bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội là không dễ dàng. Nhưng chắc chắn việc cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn ngành cùng việc lựa chọn được môi trường đào tạo thực tế, học thực chất, làm thực chiến sẽ tăng cơ hội thành công cho người học trong quá trình phát triển sau này. Khi có kiến thức và thái độ học hành nghiêm túc thì tương lai sẽ rộng mở với thí sinh. Tin chúng tôi mới nhận, mới đây, một vụ cháy xe nghiêm trọng tại tỉnh Bình Phước. Xe đang lưu thông bất ngờ bốc cháy sau tiếng nổ lớn khiến tài xế tử vong tại chỗ. Một số người dân sống bên đường Nguyễn Thị Định bỗng giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài đường. Khi người dân chạy ra thì phát hiện chiếc xe ô tô biển số 51H53521 đang bốc cháy dữ dội từ bên trong xe. Tài xế vẫn nằm bất động trên ghế lái. Theo ghi nhận, vụ cháy được dập tắt sau gần 10 phút. Ngọn lửa thiêu rụi phần nội thất phía trước xe, phía sau xe và phía ngoài vẫn còn nguyên dạng. Nam tài xế tử vong tại chỗ trên ghế lái. Thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy nổ, người dân phát hiện chiếc xe được một nam tài xế điều khiển, dù đi chậm. Cửa kính hai bên xe đều được hạ xuống. Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, cùng với đó điều tra làm rõ vụ việc. Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một vụ cướp giật điện thoại hết sức táo tợn xảy ra ngay tại cửa nhà của một người đàn ông ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường Nguyễn Thị Tú, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là một người đàn ông 40 tuổi. Khi ông đứng trước nhà, hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy đến áp sát giật chiếc điện thoại trên tay. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nạn nhân chỉ kịp hô lớn. Khi mọi người lao ra thì kẻ cướp giật chạy mất. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang kiểm tra xử lý vụ việc. Thưa quý vị, từ những con gà rừng hoang dã, sau 10 năm thuần dưỡng và nhân giống phát triển, đến nay anh Lê Đỗ Chinh ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có thu nhập khoảng 50 triệu đồng một tháng nhờ mô hình này. Trại gà rừng này là thành quả 10 năm thuần dưỡng và nhân giống của anh Lê Đỗ Chinh, 33 tuổi, ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian khoảng 4 năm đầu, anh Chinh nuôi hàng trăm con nhưng liên tục bị chết, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Dù vậy, anh không nản chí mà tiếp tục tìm hiểu, nhân nuôi thành công đến nay. Để nuôi cái con gà này thì nó cần cái thứ nhất là không gian nó mới rộng rãi. Cái thứ hai là phải tạo các cái sinh cảnh, ví dụ cây cối như các bạn nhìn ấy, cây cối là nó phải có để cho gà nó bay, nó ngủ vào ban đêm, chứ nó không có ngủ ở trên trong chuồng trại giống như cả nhà của mình. Cho nên thành ra là cái cây cối rất quan trọng. Hiện trang trại gà rừng của anh Chinh có hơn 2.500 con trong diện tích 2.000 m². Giống gà này sinh sản nhanh, mỗi năm đẻ từ 2 đến 3 lứa. Nhiều người ưa chuộng vì có thể bán thương phẩm vừa nhân nuôi làm cảnh. Lợi nhuận của con gà này chắc chắn là phải hơn rất là nhiều lần so với gà thông thường hay gà công nghiệp. Vì cái nó không chịu cái ảnh hưởng bởi cái chi phí thức ăn đầu vào, vì nó ăn không công nghiệp. Nên thành ra là cái giá của nó luôn luôn ổn định. Là cái rủi ro bệnh tật của nó rất là ít. Đấy, cái cuối cùng là chất lượng thịt cực kỳ là ngon. Người tiêu dùng người ta luôn luôn người ta tìm và lựa chọn để người ta sử dụng. Để gà rừng sinh trưởng và phát triển tốt, anh xây dựng mô hình nuôi gà rừng hoàn toàn ở ngoài trời và vây lưới. Trong trại cũng trồng rất nhiều cây, vừa tạo bóng mát cho gà rừng, vừa là nơi cho gà ở. Dù được nuôi nhốt tập trung và được lai tạo qua nhiều đời, nhưng giống gà rừng này vẫn giữ nếp sống nguyên thủy như ngủ trên cây bất kể thời tiết nắng hay mưa. Do đó, việc trồng cây làm vàng cho chúng ở là hết sức cần thiết. Hiện tại, mỗi tháng trang trại xuất bán từ 250 đến 300 con gà giống với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu 800.000 đồng một cặp. Mô hình nuôi gà rừng giúp anh Chinh có thu nhập ổn định, mỗi tháng khoảng 50 triệu đồng. Anh Chinh còn mở trang YouTube trại gà rừng Việt để chỉ dẫn những kỹ thuật cũng như kinh nghiệm nuôi cho những ai có nhu cầu.
dọc về dùng sông nước miền Tây, xin mời quý khán giả cùng khám phá một điểm đến hấp dẫn, xứ sở của những mô hình sinh thái hút hồn bao du khách. Vùng đất được xem là cái nôi của du lịch miệt vườn sông nước Cửu Long. Một không khí trong lành với những hàng dừa và hàng trúc xanh mát cùng với dòng sông trữ tình, khu du lịch sinh thái Làng Bè là điểm đến thú vị dành cho du khách mong muốn tìm kiếm sự bình yên và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất xứ dừa. Khu du lịch sinh thái gắn liền với nghề nuôi cá bè, đây cũng là lý do tại sao nơi này lại có tên Làng Bè. Đến đây, du khách có thể ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ, mái tranh dọc theo bờ sông, xen lẫn những hàng dừa đông đưa đậm chất làng quê Nam Bộ. Tứ linh huyền thoại của Bến Tre gồm bốn cù lao, Long, Lân, Quy Phụng cũng nằm rất gần khu du lịch này. Vì vậy, du khách có thể vừa vui chơi vừa ngắm nhìn vẻ đẹp đệ nhất cồn trên dòng sông Tiền thơ mộng. Các trò chơi dân gian thú vị là một trong những nét đặc sắc nhất ở Làng Bè. Ở đây thì trò chơi của tôi kết hợp rất là nhiều, giống như là mình đạp xe đạp qua cầu khỉ, rồi mình chèo xuồng, rồi mình chơi những trò chơi giống như là trượt, kéo mo câu trượt trên đường bùn. Thì mục đích để tạo ra những trò chơi dân gian này là để mang tuổi thơ, để cho mọi người có một cái tuổi thơ quay trở về lại với tuổi thơ, hòa hợp với thiên nhiên nhiều hơn. Thực đơn đại khách khá phong phú, chủ yếu là các món ăn đặc trưng xứ dừa, làm say lòng bao thực khách. Thì những cái món mà gọi là sông nước mà miền quê đơn giản á, thì ví dụ như là gỏi bông bần nè, đó là một trong những cái món mà đặc trưng ở đây. Gỏi bông bần tép rong, hoặc là lẩu mắm, hoặc là chúng ta sẽ có tôm càng sông của sông Tiền mình. Đó là những cái món mà cực kỳ đơn giản thôi, nhưng mà khách hàng ở đây thì họ sẽ lựa chọn phương hướng đó nhiều hơn. Xanh đang là xu hướng phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và rất được du khách yêu thích. Và nếu một lần đến với vùng đất xứ dừa, mời quý khán giả hãy đến với khu du lịch sinh thái Làng Bè. Nội dung vừa rồi khép lại Chuyển động Đông Tây hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.